Nhắc đến vùng đảo Hà Nam, Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, ngoài món bánh giò đặc trưng, người ta thường nhớ ngay đến bánh dày, thứ bánh tượng trưng cho trời, vốn nổi tiếng với độ dẻo dai, có hai màu, màu trắng và màu gấc. Bánh dày làng đảo Hà Nam cùng với nem chạo, bánh giò, bánh mật đã làm nên nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của người dân Quảng Yên. Gia đình ông Vũ Đình Tình và bà Ngô Thị Nhãn ở khu 5 phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề làm bánh dày truyền thống. Đây cũng là nghề gia truyền của gia đình. Cái nghề bánh xoay này của cái đảo Hà Nam này là duy trì là bao nhiêu trong năm nay rồi. Thế nhưng mà đến đời chúng tôi làm thì là bố mẹ chúng tôi làm. Bây giờ đến đời chúng tôi làm là chúng tôi làm được 20 năm, hơn 20 năm rồi. Gắn bó cái nghề này là truyền thống của đảo mình thì mình gắn bó. Để làm được những chiếc bánh dày thơm ngon, bà Nhãn rất kỹ lưỡng, tỉ mẩn trong việc chọn gạo làm bánh, bởi nguyên liệu gạo ngon sẽ quyết định rất nhiều đến chất lượng, độ dẻo thơm của chiếc bánh dày. Muốn làm nên cái bánh dày ngon thì chọn gạo, thì gạo nếp cái hoa vàng thì cái bánh nó mới được ngon. Không còn phải gạo mới mà nói chung là vụ nào, ví dụ là vụ chiêm nào, gạo vụ chiêm và vụ mùa, gạo vụ mùa, mình cứ theo vụ mình làm, nhưng là mình phải chọn đúng là nếp cái hoa vàng. Đấy là cái loại ngon đấy, thì mình mới làm được cái hàng bánh dày này được, nó mới nên cái bánh ngon. Gạo được chọn đem ngâm qua nước ấm khoảng 5 đến 6 giờ, sau đó vo sạch và vớt gạo ra giá, ra thúng để ráo nước. Vì phải ngâm gạo đủ thời gian nên thường ngày muốn có mẻ bánh từ sớm để bán cho khách, gia đình bà Nhãn phải dậy từ 2-3 giờ đêm. Nếu muốn làm bánh dày trắng thì để nguyên gạo, nếu muốn làm bánh dày có màu đẹp và bổ dưỡng hơn thì trộn gạo với quả gấc bỏ hạt. Làm bánh dày này là nó có hai loại, một loại trắng và một loại gốc. Nói chung là năm nay là đầu mùa gốc. Bây giờ là nó là vào mùa gốc rồi thì mình sẽ làm cái bánh gốc này. Cái thứ nhất là nó đẹp, cái thứ hai ăn nó ngon. Gốc này thì mình lấy cả quả để về mình tách hạt ra, mình vắt hạt và mình vắt vỏ ra, xong mình trộn đều, gốc với gạo đều. Xong bắt đầu là mình cho mình xôi. Nghĩa là làm được, nói chung là làm được 10 cái bánh này thì phải có 10 cân gạo. 10 cân gạo và một nửa cân gốc mình đã tách hạt ra, vắt vỏ đi và tách hạt rồi. Trước khi mình làm gốc ra thì mình phải cho ít muối vào gốc. Xong đến lúc mình nhão thì là cái cùng với gạo này là cái gạo nó sẽ có mùi đậm đà hơn. Kể cả bánh trắng, mình đò sôi xong mình cũng phải cho ít muối, chứ không mình không sôi được không, mình vẫn phải cho ít muối để ăn miếng bánh cho nó đậm. Sau khi đã trộn gạo với gấc, bà Nhãn chuẩn bị mọi thứ từ cùi đun, chõ xôi, dọc lá chuối để lót bánh. Cho củi và cho nước như vậy thì là mình phải theo cái lượng của cái xoong. Cái xoong ví dụ 10 cân gạo thì mình úp một cái bát ở dưới đáy. Mình úp cái bát mà dưới đáy thì là mình đổ nước làm sao nó vừa sắp chôn bát thì sôi nó sẽ không bị cạn và nó không bị nhiều quá. Nếu mà nhiều quá thì là hơi nó bùng lên thì là cái sôi nó sẽ nâu chín và nó không ngon. Thế mà mình đổ ít quá thì là cái sôi nó chưa chín đã cạn rồi. Gạo đã xong rồi thì mình phải chờ nước sôi. Bắt đầu nước sôi xong bắt đầu mình đổ gạo vào. Đổ gạo vào là bắt đầu là sôi cứ để thế là đậy. Vùng mà là chín sôi là bắt đầu là mình cho ra mình giã. Cái cung đoạn này thì khoảng tầm mất tùy theo xoong. Ví dụ xoong nhỏ thì mất khoảng một tiếng, hơn một tiếng. Còn xoong to thì phải mất tiếng rưỡi. Nó là như thế. Gạo sẽ được đổ vào nồi để nấu thành sôi.
nồi nước phải sôi sẵn và mức nước cũng phải đảm bảo không quá nhiều để sôi đạt được độ dẻo vừa phải, không bị quá khô hoặc quá nhão. Quá trình nấu sôi sẽ mất tầm hơn 1 tiếng. Trong suốt quá trình đó, phải để củi đều lửa và xới gạo để sôi chín đều. Nồi sôi mà phải hơi lên một lúc này thì phải xỉa nới này này. Lấy chiếc đũa này, xỉa nới lên đều xem là nồi sôi nó đã chín đều chưa. Sôi thì mình phải đun củi cho nó đều này, đều củi đến lúc sôi chín thì mình bắt đầu mình cho ra mình vã. Khi sôi chín đều, đơm ra từng mẻ một, đặt lên cân để định lượng. Thường sẽ đơm khoảng 1,5 cân sôi tương ứng với 1 chiếc bánh dày. Sau đó đặt lên trên nền thớt có bao lót. Sôi nóng đặt mẻ nào giã mẻ đó, để nguội độ dẻo sẽ kém. Sôi chín xong là cho ra bắt đầu là giã, từ lúc giã mà đi là phải dần dần sôi cho nó dẻo, khỏi nó bắn ra ngoài. Xong bắt đầu đến lúc mình dần xong thì là mình đổ xong bắt đầu xong mình là mình giã. Mình giã thì cái bánh nó nghiễn rồi thì là nó không bắn ra ngoài nữa. Cái xôi này thì mình phải nghĩa là mình phải xôi kỹ hơn là cái xôi mình ăn. Nó có cái độ dẻo hơn thì mình giã nó cái bánh nó sẽ dẻo hơn. Làm bánh dày, khâu quan trọng nhất là giã bánh. Chày giã bánh là một chiếc vồ nhỏ làm bằng gỗ có bịt đầu để chống dính. Giã bánh là công đoạn đòi hỏi sự công phu nhất. Muốn bánh mềm, đạt tiêu chuẩn thì người giã phải là người có sức khỏe và có độ khéo léo nhất định. Khi giã, giơ cao vồ, nện đều tay, người bắt bánh nhanh nhẹn lật xôi cho đều, ăn ý với nhịp chày đến khi xôi nhuyễn, thành khối dẻo mềm. Giã bằng thủ công thì cái thứ nhất là con người giã là phải có sức khỏe. Hai nữa là phải có kỹ thuật giã để giữa người bắt và người giã nó phải liên hoàn với nhau. Và giã phải chuẩn chính xác, không thì giã vào đầu người bắt. Khi đã đạt được độ nhuyễn của bánh, lăn chuyển bánh trên hai tay, sao cho bánh tròn chặn, rồi đặt lên lá chuối đã được chuẩn bị sẵn để lót bánh. Giã ra thành cái bánh này thì mình vo nó tròn xong bắt đầu mình đặt xuống lá, thế là cái bánh nó đẹp. Đặt xuống phải có quạt để có quạt cho cái bánh nó khô này. Bánh lên màu bóng trông rất hấp dẫn. Bánh dày gấc có màu đỏ cam của gấc chín, vừa đẹp vừa thơm, khiến ta có cảm giác rất no ấm và phồn thực. Phường Vong Cốc hiện nay còn hơn chục hộ gia đình giữ được nghề truyền thống làm bánh dày. Nhịp giã bánh dày vang vọng trong xóm nhỏ và không gian làng quê của vùng đảo Hà Nam như một phần rất đỗi quen thuộc trong nhịp sống của người dân làng đảo. Bánh dày ở Quảng Yên được làm với kích thước lớn, thường mỗi chiếc bánh sẽ nặng khoảng 1,5 cân. Khi ăn, thái bánh dày ra từng thanh, dùng ghém với giò lụa, chả mực sẽ mang lại hương vị rất tuyệt vời. Bánh dày có thể để được lâu ngày và mang đi xa, khi đó bánh khô lại, thái ra ăn vừa ngon ngọt vừa thơm bùi.
muốn dẻo thì rán với mỡ hoặc dầu thực vật sẽ được một món bánh nóng sốt. Giờ giã xong này quạt, phải để quạt 20 phút sau. Bắt đầu nó khô cái bánh thì bắt đầu là cắt nã. Giờ chúng ta cắt nã xong rồi, giờ chúng ta bọc bánh vào túi ni lông để cho bảo đảm vệ sinh, đỡ ruồi hoặc bụi bặm nó vào cái bánh, giữ vệ sinh này. Mong muốn của tôi thì cũng năm nay tôi cũng ngoài 60 rồi, vợ chồng tôi cũng mong muốn là cái nghề này cũng như thời các cụ là để giữ mãi, lưu truyền, trở thành một cái thương hiệu về nếp văn hóa của đảo Hà Nam được lưu truyền mãi mãi tốt đẹp. Bánh dày là một sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc biệt của cư dân lúa nước vùng các xã đảo Hà Nam, Quảng Yên. Bánh dày không thể thiếu trong các ngày lễ Tết, gia cỗ họ, hội hè và cưới hỏi. Ở vùng đảo Hà Nam, mỗi khi có việc hiếu thì người ta giã bánh dày trắng, việc hỉ, hội thì giã bánh dày gấp. Bánh dày là vật phẩm cúng lễ, là món ăn nhưng cũng là quà biếu cho người thân và khách đến thăm nhà. Cho đến bây giờ, người làng đảo Hà Nam vẫn giữ được nét quê thanh tịnh trong phong tục của mình, tạo nên một nét văn hóa đẹp, giàu bản sắc của miền quê Quảng Yên.